Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Vivi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và đây sẽ là video thứ 3 ở trong bộ video học Forex cho người mới bắt đầu. Và trong bài 3 này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phiên giao dịch trong thị trường Forex nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đến với định nghĩa. Vậy thì phiên giao dịch là gì? Phiên giao dịch là các khung giờ được phân chia ra để giá chạy. Thì việc có các phiên giao dịch trong thị trường Forex cũng như là phân chia ra một cách rõ ràng như vậy thì nó sẽ giúp cung cấp cơ hội cho các trader, các nhà đầu tư cũng như là các nhà giao dịch trên toàn cầu tham gia vào thị trường theo đúng cái múi giờ ở trên quốc gia của họ. Và cũng chính vì thế, nó sẽ đảm bảo thị trường Forex hoạt động 24 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, và mỗi phiên nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Và chúng ta sẽ có 4 phiên giao dịch trên thị trường Forex như sau. Phiên giao dịch đầu tiên đó là phiên London hay còn gọi là phiên Âu. Thì đây là phiên giao dịch lớn nhất trong 4 phiên và nó chiếm 40% tổng số giao dịch hàng ngày. Về thời gian mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch London thì với mùa hè nó sẽ bắt đầu từ 14 giờ chiều và kết thúc là 23 giờ đêm. Còn mùa đông thì bắt đầu từ 15 giờ và kết thúc là 24 giờ. Phiên thứ hai đó là phiên New York hay còn gọi là phiên Mỹ. Thì đây là phiên giao dịch lớn thứ hai, chiếm 19% tổng số giao dịch hàng ngày. Về thời gian mở cửa và đóng cửa của phiên Mỹ thì mùa hè nó sẽ bắt đầu từ 19 giờ và kéo dài đến 4 giờ sáng hôm sau. Còn mùa đông thì sẽ bắt đầu từ 20 giờ và kéo dài đến 5 giờ sáng hôm sau. Phiên giao dịch thứ 3 đó là phiên Tokyo hay còn gọi là phiên Á. Đây là phiên giao dịch lớn thứ 3 thế giới, chiếm 6% tổng số giao dịch hàng ngày. Về thời gian mở cửa đóng cửa thì mùa hè nó sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài đến 15 giờ chiều. Cũng tương tự, đối với mùa đông cũng vậy, sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc là 15 giờ chiều. Phiên giao dịch cuối cùng mà mình muốn nói đến đó là phiên Sydney hay còn gọi là phiên Úc. Đây là phiên giao dịch lớn thứ 4 thế giới, chiếm 5% tổng số giao dịch hàng ngày. Về thời gian thì mùa hè nó sẽ bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc là 14 giờ chiều. Còn mùa đông thì sẽ bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc là 13 giờ chiều. Vậy thì sau khi biết được 4 phiên giao dịch như thế này, chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi, đó là phiên giao dịch nào tốt nhất trong ngày mà chúng ta nên giao dịch. Thì đối với phiên Úc và phiên Á, đây là hai phiên có khối lượng giao dịch nhỏ hơn nhiều so với phiên Âu và phiên Mỹ. Cho nên là nó sẽ phù hợp với các trader giao dịch theo trường phái scalping, tức là lướt sóng, đánh nhanh thắng nhanh ấy, vì biên độ thấp cũng như là giúp họ ra vào thị trường một cách nhanh chóng, hạn chế được rủi ro những biến động bất ngờ. Về phiên Âu và phiên Mỹ thì nó sẽ ngược lại, cái nhịp độ sôi động cũng như là biên độ dao động mạnh hơn nhiều so với phiên Úc và phiên Á. Cho nên là nó sẽ phù hợp với các trader theo trường phái giao dịch giữ lệnh lâu ấy, giao dịch theo trường phái swing với vị thế lớn và giữ lệnh trong một khoảng thời gian dài. Vậy thì đó là các phiên giao dịch tốt nhất trong ngày. Vậy thì chúng ta đặt ra một câu hỏi tiếp theo, đó là ngày giao dịch nào tốt nhất trong tuần. Thì đối với thứ hai, đây là khoảng thời gian bắt đầu sau một tuần nghỉ ngơi của thị trường Forex, thì thị trường khởi động khá là chậm chạp, các tin tức mạnh ở thứ hai cũng ít hơn so với những ngày khác. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là cái tâm trạng của chúng ta ngày đầu tiên đi làm ấy, nó khá là oải và buồn ngủ ấy. Nhưng mà đến giữa tuần và khoảng thời gian đó là thứ 3, thứ 4 và thứ 5 thì đây là cái khoảng thời gian mà thị trường Forex hoạt động sôi động nhất, với các tin tức mạnh liên tục diễn ra, cũng như là các trader, các nhà giao dịch sẽ rất là thích giao dịch trong cái khoảng thời gian giữa tuần như thế này. Và đến cuối cùng đó là thứ 6 thì đối với thứ 6, nửa ngày đầu thì thị trường vẫn hoạt động rất là sôi nổi, nhưng mà càng về cuối ngày thì khối lượng càng giảm cho đến khi mà thị trường đóng cửa. Vậy là mình đã cung cấp những cái thông tin về thị trường, về phiên giao dịch trong thị trường Forex. Nếu các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc, câu hỏi gì thì hãy comment xuống dưới video nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.